Chương 5 Sinh loại, cảnh giới, tái sinh Do các nghiệp thiền ác do thân khẩu ý, thực hiện được tác động bằng 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện và 9 tâm thiện đáo đại, nên chúng sinh trong đời mới có 19 thứ tâm sau đây để tái sanh vào 31 cõi, 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới hai tâm quan sát thọ xã upekha santirana chita tám tâm đại quả mahavipaka chín tâm quả đáo đại mahakatta Vipakachita. ngay sau tâm mệnh chung của một kiếp sống tùy theo hạnh nghiệp mỗi người mà một trong mười chín tâm này sẽ xuất hiện để một người sanh vào cảnh giới nào đó ngay sau sát na tâm đầu đời là tâm tái tục vừa nói từ đó cho đến khi mạng chung tâm tái tục này sẽ thành ra thứ tâm hữu phần thường xuyên xuất hiện trong phần lớn thời gian của một kiếp sống thỉnh thoảng khi một trong sáu căn biết cảnh ngoại lai tức một cảnh nào đó trong hiện tại thì loại tâm này tạm thời biến mất để nhường chỗ cho các tâm lộ khách quan kia làm việc khi xong việc các hữu phần lại tiếp tục xuất hiện triền miên như cũ cứ vậy cho đến lúc chúng sinh qua đời. Tâm hữu phần sau cùng của một kiếp sống có tên gọi là tâm tử hay tâm mệnh chung. Lúc này nó có nhiệm vụ là kết thúc một cuộc đời, và tiếp theo sau nó là một tâm tái tục khác, để bắt đầu một kiếp sống mới. Chúng sanh trong 31 cõi được phân loại thành 4 theo khía cạnh cảnh giới như sau. 1. Loài đọa xứ Apayat là các chúng sinh tái tục bằng tâm quan sát xả thọ bất thiện, và sống trong bốn cảnh giới, chưa hẳn là cõi, địa ngục, naraka hoặc niraya. Atula Asurakaya, bàn sanh Trachana Yoni, và ngạ quỷ Petitvisaya. Trong số đó, ngoài trừ chúng sanh ở địa ngục, chỉ sống ở địa ngục, Ba loài còn lại có mặt ở khắp ba cõi là tứ thiên vương, nhân loại và địa ngục. 2. Thiện thú, su gắt Dục giới gồm nhân loại và chư thiên ở cõi người và sáu cõi dục thiên. Tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đầu xuất, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Nhân thiên cõi dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba loại tâm. Quan sát thọ xã quả thiện, đại quả lý trí, và đại quả hợp trí. Mà sắc giới gồm 16 cõi Phạm Thiên dành riêng cho những người đã chứng đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền sắc giới. Trong đó có một cõi chỉ có sắc mà không tâm, cõi vô tưởng và năm cõi dành riêng cho bậc thánh tam quả. Ngũ tịnh cư gồm vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh cũng còn gọi là cõi hữu đảnh pha vắt gác. Vì đây là cõi đã vào thì không còn trở ra để tiếp tục sinh tử. Chúng sinh trong 16 cõi sắc giới tái tục bằng một trong năm tâm quả sắc giới tùy theo trường hợp. Nên biết với một vị hàm cả đời chưa từng chứng qua một tầng thiền đáo đại nào, thì vào phút lâm chung do năng lực của sự ly dục ly sân mà tự nhiên thành tựu sơ thiền cận tử, để sau đó sanh về cõi sơ thiền. Còn nếu bình sinh vị ấy đã chứng đắc một tầng thiền nào đó dưới ngũ thiền thì sau khi chết dĩ nhiên sẽ sanh về một cõi phàm thiên tương ứng. Trong trường hợp một vị tam quả đã đắc qua ngũ thiền nhưng chưa đủ duyên chứng quả A la hán, ngay đời hiện tại thì vị này có nhiều lựa chọn. Tính quyền mạnh trội thì sanh về cõi vô phiền A phi ha, tấn quyền mạnh trội thì sanh về cõi vô nhiệt, Atapa. Niệm quyền mạnh trội thì sanh về cõi thiện hiện, Sudatsa. Định quyền mạnh trội thì sanh về cõi thiện kiến, Sudasi. Tuệ quyền mạnh trội thì sanh về cõi sắc cứu cánh, Akanitha. Nếu cả năm quyền đều yếu thì đều tự nhiên là tính quyền của vị ấy vẫn được xem là mạnh trội nhất, nghĩa là sau khi mệnh chung, vị này sẽ sanh về cõi vô phiền và cứ vài sanh đủ năm cõi tịnh cư. Trong năm cõi tịnh cư không hề có việc trở xuống cõi thấp, và cõi sắc cứu cánh là cõi sau cùng đã vào đó thì không còn đi đâu nữa. 4. Vô sắc giới Gồm có bốn cõi dành cho những vị phạm thiên đã đắc ngũ thiền sắc giới và nhàm chán sắc pháp. Rồi tu tập các đề mục vô sắc. Người bốn cõi này tái tục bằng một trong bốn tâm quả vô sắc một bàn thêm về các cõi phu bi một theo các tập sớ giải a tỳ đàm thì nhân loại bàn xanh ngạ quỷ peta và atula asura đều sống nương tựa trên mặt đất riêng atula có hai hạng địa atula còn gọi là atula đọa thì sống xen lẫn với các loài từ tứ thiên vương trở xuống Riêng Atula Thiên thì có cõi riêng tráng lệ như cõi đao lợi nằm dưới đáy núi Tu Di. 2. Về vị trí các cõi địa ngục Niraya thì cũng có hai trường hợp. Trong lòng địa cầu, một chỗ tập trung nào đó trong vũ trụ mà mắt thường không thấy. Có vô số cõi địa ngục tương ứng với tội trạng nặng nhẹ của chúng sinh. Cõi địa ngục có tuổi thọ lâu nhất là 84.000 đại kiếp nằm ở ranh giới của các vũ trụ nơi ánh sáng mặt trăng mặt trời không thể chiếu rọi tới và không bị ảnh hưởng trong các vụ kiếp hoại. Địa ngục này được gọi là địa ngục không gian, Lokantariya Niraya, dành cho người đoạn kiến cố định. Niyatadithika Tất cả không sao cải sửa quan điểm được. Chúng sanh ở đây đầu treo ngược như dơi và không nhìn thấy nhau, họ lũng lẳng trong bóng tối mịt mù. Và bên dưới là một vùng nước cường toan cực mạnh, khi di chuyển và chạm vào nhau, họ rơi xuống tán loạn và lập tức hoàn hình trở lại như cũ. Cứ vậy cho đến 84.000 đại kiếp mới hết tuổi thọ ở đây. Tuổi thọ ngắn hơn địa ngục này thì có vô số nhưng trong kinh chỉ nhắc đến khoảng vài chục mà thôi. Chẳng hạn như các địa ngục sen xanh, upala, sen trắng, pundarika, sen hồng, paduma, hoặc A tỳ địa ngục có tuổi thọ kéo dài đến một phần năm hoặc một phần mười đại kiếp. Như một ngày một đêm ở địa ngục sen hồng, lâu bằng tuổi thọ của chư thiên cõi tha hóa tự tại, tức hơn 9 tỷ rưỡi. năm Nhân loại Tất cả những rừng núi hay sông hồ trong các địa ngục đều là sắc quý tiết do nghiệp tạo, và ở đâu cũng là chỗ đầy đọa chúng sanh như nước luôn sôi và đất đá cây cỏ đều bén nhọn. Không một nơi nào ở địa ngục mà chúng sanh có thể nằm ngồi đi đứng mà không bị đau đớn. Muốn biết thêm về địa ngục, xin xem trong chú giải Bổn Sanh hoặc Tương Ưng Bộ Kinh. Thông thường thì Phật tử chỉ được biết đến 8 đại địa ngục và non 150 tiểu địa ngục mà thôi. Trong đó ghê rợn nhất là A Tỳ địa ngục, có tuổi thọ tối đa là một trung gián kiếp, antaraka. 3. Về vị trí của cõi người thì sở giải nói là cõi này gồm bốn hành tinh bồng bền, ở bốn trục của núi Tu Di, mắt thường không thấy. Hành tinh ở phía nam gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, Cham chính là hành tinh chúng ta đang ở, có tuổi thọ tối thiểu là 10, tối đa là A Tăng Kỳ năm viết là 1 cộng với 140 con số 0. đều cần chưa thêm ở đây là xưa nay với học Phật Việt Nam, Do thiếu điều kiện nghiên cứu hán tạng nên cứ theo chữ in cũ không chính xác mà gọi là nam thiện bộ châu thay vì là nam thiện bộ châu mới phải bởi lẽ ở chữ thiện bộ này là tiếng việt âm từ chữ chambu trong tiếng pali và cả sanskrit như lẽ ra theo chữ pali phải gọi là đông thắng thần châu châu thắng thân wi ở phía đông hoặc tây ngu sa châu vô xe bò chứ không phải Tây Ngu Hóa Châu. Nơi đây thiện ác có đủ. Chí thiện như bọt chánh đẳng giác và cực ác như người sát hại mẹ cha cũng đều đủ mặt. Sinh kế và điều kiện sinh hoạt ở châu này cách nào cũng có, từ sướng như chư thiên đến khổ như bàn xanh hay ngã quỷ cũng đều có đủ. Hành tinh thứ hai nằm ở phía đông của núi Tu Di thì gọi là Đông Thắng Thân Châu, Búp Bá Quy Đê Hát. Tuổi thọ tối đa là A Tăng Kỳ năm và tối thiểu là 700 năm. Đời sống ở đây không có những nhọc nhằn như Nam Thiệm Bộ Châu. Mọi người ăn và mặc bằng những thứ tự mọc trong thiên nhiên, do phước chúng sanh ở đây mà có. Hành tinh nằm về phía tây của Thu Di Sơn gọi là Tây Ngu Sa Châu, Apara có tuổi thọ tối đa là A Tăng Kỳ năm. Và tối thiểu là 500 năm. Điều kiện sinh hoạt ở đây cũng an nhàn như bên Đông Thắng Thân Châu, Búp Bá Uy Đề Nhưng do đặc điểm người ở đây chỉ có một phương tiện di chuyển duy nhất là xe bò, nên được gọi là Tây Ngưu Sa Châu. Như ở Châu phía đông núi Tu Di, dân chúng có đặc điểm là xinh đẹp hơn cả, nên mới được gọi là Đông Thắng Thân Châu. Hành tinh nằm về phía bắc núi Tu Di có tên là Bắc Cư Lưu Châu, Uttarakuru, Nhân loại ở đây có tuổi thọ tối đa là một A Tăng Kỳ năm và tối thiểu là một ngàn năm. Điểm đặc biệt là dân Bắc Cư Lưu Châu từ lúc sanh ra đã giữ ngũ giới tự nhiên. Nói cho đúng là họ không có lý do để vi phạm ngũ giới, và vì vậy lòng họ cũng hiền thiện như một người nghiêm trì ngũ giới. Người dân châu này khi thương nhau không cần cưới hỏi, chỉ việc tìm đến một lùm cây nào đó để gần gũi, rồi người nữ sau đó sanh con, vất bừa bất cứ nơi đâu cũng được. Điều kiện thiên nhiên ở đây an bình đến mức đứa bé có thể hoàn toàn vô sự như một con thú rừng. Khách qua đường bất luận nam hay nữ, ai cũng có thể cho nó bú bằng cách đưa ngón tay cho ngậm. Đứa bé chỉ cần 10 tháng thì có thể biết đi biết chạy để hòa nhập vào xã hội. Toàn bộ y phục thực phẩm và trang sức ở châu này đều có thể được hái xuống từ những cây như ý thọ, cấp bá rút khác mọc đầy khắp nơi. Khi có một người qua đời, người Bắc cư lưu châu không hề than khóc. Họ lấy vải trắng cuốn chặt tử thi rồi đem tới một chỗ vắng bỏ đó. Một loài chim đại bàng sẽ tha xác chết này về những vùng xa xôi không người. 4. Sáu cõi dục thiên, gồm thấp nhất là cõi tứ thiên vương, Chattamaha ratika. Tuổi thọ trung bình là 9 triệu năm nhân loại và cao nhất là cõi tha hóa tự tại, có tuổi thọ hơn 9 tỷ rưỡi năm. Ở cõi tứ thiên vương hầu như có đủ các loài siêu đọa ở đây từ ngạ quỷ, bàn xanh, atula, rồng và kim sĩ điểu Garuda. Từ cõi đao lợi Tawatinsa trở lên, đến cõi dục thiên cao nhất chỉ thuần túy là chư thiên không có loài nào khác, con voi riêng của Đức Đế Thích hay Ác Ma Thiên Tử thật ra chính là hai vị trời hóa hiện thành khi chủ của họ cần đến. Hạnh phúc ở các cõi dục thiên càng lên cao càng vi tế dần, đến cả cách bày tỏ tình cảm nam nữ cũng thế. Từ cõi đau lợi trở xuống, mọi chuyện giống hệt cõi người. Ở cõi dạ ma, dạ ma, chỉ ôm chầm nhau. Ở cõi đau suất tu chỉ nắm tay nhau. Ở hóa lạc thiên, ni chỉ mỉm cười với nhau và ở cõi tha hóa tự tại Paranimitta Vasakvati, chỉ cần nhìn nhau bằng tâm dục nhiễm. Cõi càng cao thì tham dục càng ít và tuổi thọ càng lâu. Đó cũng là lý do khiến điều kiện sanh lên các cõi dục thiên cao cấp cũng khó khăn. Người muốn về đây phải có bát giới thanh tịnh và một đời sống ly dục nhẹ nhàng. Nên nhớ, chư thiên cõi thấp không thể nhìn thấy chư thiên cõi cao hơn, trừ phi họ hóa hiện thô tướng. Năm, mười sáu cõi sắc giới, ru gồm có. Tầng sơ thiền gồm có ba cõi, Phạm Chúng Brahma Parisacha, Phạm Phụ Brahma Purohita và Đại Phạm Thiên Maha Brahma. Tầng nhị thiền gồm có ba cõi thiểu quan thiền, Paritapha, vô lượng quan thiên Appa Mangnapha và quan âm thiên Avasara. Tầng tam thiền gồm có ba cõi thiểu tịnh thiên Paritta Sufa, vô lượng tịnh thiên Appa Mangna Sufa và biến tịnh thiên Sukha Kinh Hạ. Tầng tứ thiền theo kinh tạng gồm có bảy cõi, cõi quả thiền, quầy vô tưởng thiền, Asanya Sattá, Asanyi và năm cõi tịnh cư Sutthawasa sáu Bốn cõi vô sắc Arupa-phu-mi gồm Hư không vô biên Akasa-nancha-yatana-phu-mi Thức vô biên Winya-nancha-yatana-phu-mi Vô sở hữu Akin-chanya-yatana-phu-mi Phi tưởng phi phi tưởng Newasanya-nasanya-yatana-phu-mi Nói là cõi nhưng ở đây tuyệt đối không có bất cứ dấu vết nào của vật chất từ hình bóng chúng sanh đến hoa viên lâu đài hồ nước đều không có gì. Xem bản 39, biểu đồ tóm lược 31 cõi. Trang 217 2. Chúng sanh Bukhela và cảnh giới Phu Mi 1. Ở bốn cõi đòa xứ Apaya chỉ có người khổ. 2. Ở cõi người và tứ thiên vương có 11 hạng người, trừ người khổ. 3 từ cõi đau lợi đến tha hóa tự tại có mười hạng người, trừ người khổ và người lạc vô nhân. Bốn, ở mười cõi phàm thiên, phàm ngũ uẩn thì có được người tam nhân và tám bậc thánh. Năm, ở cõi vô tưởng chỉ có người lạc vô nhân, gọi là lạc vì đây không phải là cõi đoạ xứ, gọi là vô nhân vì đây là cõi không tâm nên không có sáu nhân. Sáu. Ở năm cõi tịnh cư thì chỉ có ba hạng, là tam quả tứ đạo và tứ quả. 7. Ở bốn cõi vô sắc có được tám hạng người, hạng tam nhân và bảy thánh nhân trừ sơ đạo. Xem bảng 40, biểu đồ tóm lược chúng sanh và cảnh giới trang 219. 3. Về vấn đề tái sanh Patisanti 1. Bốn loài đọa xứ tái sanh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Chính tâm này cũng là tâm hữu phần và mệnh chung của họ. Nhóm này được gọi là người khổ. Hai Trong cõi người và tứ thiên vương có những cá nhân dị dạng bẩm sinh, tái tục bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện. Hạng này được gọi là người lạc vô nhân. Ba trong bảy cõi thiện thú dục giới hầu hết nhân loại và chư thiên tái sinh bằng một trong tám tâm đại quả trong đó những người và trời thuộc hạng nhị nhân thì chỉ tái tục bằng tâm đại quả ly trí mà thôi 4. các cõi phạm thiên a phạm thiên ba cõi sơ thiền tái tục bằng tâm quả sơ thiền b phạm thiên ba cõi nhị thiền tái tục bằng tâm quả nhị thiền tạng kinh hoặc tâm quả tam thiền tạng a tỳ đàm. C. Phạm thiên ba cõi tam thiền tái tục bằng tâm quả tam thiền tạng kinh hoặc tứ thiền tạng a tỳ đàm. D. Phạm thiên ba cõi tứ thiền trừ vô tưởng tái tục bằng tâm quả ngũ thiền, nói theo tạng kinh là tứ thiền. Ờ Phạm thiên cõi vô tưởng tái tục bằng chính sắc nghiệp, gồm tám sắc bất ly và sắc mạng quyền. F. Bốn cõi vô sắc, tái tục bằng một tâm quả vô sắc tương ứng. Ghi chú Một người độn căng, lá, tức kẻ trí chậm. Sau khi đắc sơ thiền, phải bỏ bớt từng chi thiền một để lần lượt chứng đắc các tầng thiền cao hơn. Với người lợi căn thì sau khi chứng sơ thiền, có thể cùng lúc bỏ cả tầm, tứ, để đắc nhị thiền. Tức là nhị thiền của người lợi căn có phẩm tính tương đương tam thiền của người độn căn Và tứ thiền của người lợi căn tương đương với ngũ thiền của người độn căn Như vậy, cách tính bốn tầng thiền là dành cho người lợi căn Trong thực tế tu chứng, như đã được quan sát ở trung tâm Pa-ốc, Thiền sinh ở đây thường chọn cách kể thiền sắc giới có bốn. Còn việc họ có là lợi căn hay không thì chưa rõ. Sau đây là biểu đồ minh họa cho cả hai cách tính các tầng thiền. Bản 41 biểu đồ các chi thiền theo hai cách tính và cõi tương ứng. Trang 221 4. Sanh chủng và thọ lượng tất cả chúng sinh trong 31 cõi nếu tính theo cách thọ sanh thì gồm có bốn loài là noãn sanh tức sanh ra bằng trứng, ăn đất đá pati thai sanh tức sanh ra nguyên con trực tiếp từ tử cung, cha la bút chát pati santhi, thấp sanh tức sanh ra trong môi trường thiên nhiên sam se đá chát pati hóa sanh tức từ xuất hiện không cần bất cứ một môi trường sinh học nào. O papa tika patisanti. Ghi chú: Chúng sanh địa ngục thuộc hàng hóa sanh. Ngạ quỷ và atula có hai hạng: dạng thai sanh và hóa sanh. Bàn sanh có thể sinh ra bằng cả bốn cách. Nhân loại thời sơ kiếp thuộc dạng hóa sanh, sau đó thì đôi khi có đủ cả bốn dạng các loài địa cư thiên, tính luôn cõi tứ thiên vương thì sanh ra bằng một trong hai cách thai sanh hoặc hóa sanh. Chư thiên trong các cõi dục thiên tự đau lợi trở lên và phạm thiên sắc giới, chỉ có thể sanh ra bằng cách hóa sanh. Về thọ lượng tuổi thọ của các loài chúng sanh thì như sau. Một, đối với bốn loài đọa xứ thì tuổi thọ bất định. Ngắn dài tùy theo hành nghiệp mỗi cá nhân có nhiều loài vi sinh tuổi thọ ngắn hơn một giây đồng hồ, và có những địa ngục chỉ một ngày đêm cũng hơn 9 tỷ năm, thậm chí thọ lượng lên đến 84.000 đại kiếp. 2. Tuổi thọ loài người cũng là bất định, kẻ vầy, người khác. Dù trong mỗi thời kỳ tuổi thọ trung bình của nhân loại có thể ấn định là bao nhiêu đó, nhưng không phải ai cũng sống lâu bằng nhau. Cứ mỗi lần tuổi thọ tăng từ 10 lên đến A tăng kỳ, mười lũy thừa 140 năm, rồi giảm xuống 10 trở lại thì gọi là một trung gián kiếp, anh ta cấp 64 trung gián kiếp làm thành một A Tăng Kỳ kiếp, A Sanh Có nơi nói là 20 trung gián kiếp làm thành một A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ kiếp ở đây là tên gọi cho một đơn vị thời gian, không phải là một con số mà thường được biểu thị là 10 lũy thừa 140 như khi nói một A Tăng Kỳ năm hay thời gian tu hành của Bồ Tát là 4 A Tăng Kỳ đại kiếp. A Tăng Kỳ lúc này là một con số. Thời gian của một A Tăng Kỳ kiếp được Đức Phật so sánh với thời gian, người ta lấy hết số hột cải từ một cái thùng. Mỗi cạnh một do tuần khoảng 11 km, và mỗi trăm năm chỉ lấy ra một hộp. Bốn A Tăng Kỳ Kiếp vừa nói cộng thành một đại kiếp Maha Cấp tức bốn giai đoạn thành trụ hoại không của một trái đất. Ba, các loài địa cư thiên và Atula đọa trong cõi tứ thiên vương cũng không có thọ lượng nhất định. Bốn, từ cõi đau lời trở lên đến cõi vô sắc cao nhất thì có thọ lượng nhất định. Cõi tứ thiên vương sống được 500 tuổi trời ở đây, một ngày đêm bằng 50 năm nhân loại, tương đương với 9 triệu năm cõi người. Chư thiên đau lợi sống được 1.000 tuổi cõi này, một ngày đêm bằng 100 năm của loài người, tương đương 36 triệu năm nhân loại. Chư thiên dạ ma sống được 2.000 tuổi cõi này, một ngày đêm bằng 200 năm của loài người, tương đương 144 triệu năm nhân loại. Chư thiên đau xuất sống được bốn ngàn tuổi cõi này, một ngày đêm bằng bốn trăm năm của loài người, tương đương năm trăm bảy mươi sáu triệu năm nhân loại. Chư thiên hóa lạc, sống được tám ngàn tuổi cõi này, một ngày đêm bằng tám trăm năm của loài người, tương đương hai tỷ ba trăm lẻ bốn triệu năm nhân loại. Chư thiên tha hóa tự tại sống được mười sáu ngàn tuổi cõi này, một ngày đêm bằng một ngàn sáu trăm năm của loài người, tương đương 9 tỷ 216 triệu năm nhân loại. Đó là lý do tại sao chư Phật ba đời luôn chọn cõi trời làm chỗ thuyết giảng A Tỳ Đàm. Với thời gian của chư thiên, để nghe xong tàng A Tỳ Đàm chỉ là một khoảnh khắc, tính theo cõi đau lợi chỉ là 3,6 phút. Trong suốt thời gian đó, chư thiên không hề cần đến một sinh hoạt nào xen kẽ như ăn uống vệ sinh hay nghỉ ngơi nói về vấn đề kiếp hoại tức sự tan rã của mỗi trái đất thì đức phật dạy không một hành trình hay thiên thể nào kể cả trái đất của chúng ta lại có thể trường tồn bất hoại mỗi trái đất có thể bị tiêu hủy bằng một trong ba nhân lửa nước hay gió khi bị hoại bằng lửa từ địa ngục thấp nhất cho đến hết ba tầng sơ thiền đều bị cháy tan thành tro bụi sau bảy trái đất bị tiêu hoại bằng lửa thì sẽ có một trái đất tiêu hoại bằng nước trận hồng thủy này tàn phá cả ba cõi nhị thiền sau bảy lần hoại bằng nước thì sẽ có một lần địa cầu bị hoại bằng gió trận cuồng phong này thổi tung cả ba cõi tam thiền một trăm ngàn năm trước khi xảy ra vụ hoại kiếp chư thiền sẽ xuất hiện trong hình thức những người mặc áo đỏ đi khắp nơi khuyến tấn mọi người tu tập thiền định để cùng rời khỏi dục giới những chúng sanh vô duyên sẽ lần lượt tái sanh về các hệ vũ trụ khác. Cũng nên biết một ngàn năm trước, khi một vị chánh đẳng giác ra đời, một trăm năm trước khi chuyển luân vương ra đời, bảy hoặc mười hai năm trước khi Phật độc giác hoặc các đạo sĩ đức trọng ra đời, thì Chư Thiên Lô Cáp Pa la đê quá cũng tìm cách thông báo cho thiên hạ được biết trước. Dĩ nhiên chỉ những người hữu phúc hữu duyên, thì mới có niềm tin và biết chuẩn bị làm lành để chờ gặp các vị đó. Xem bản 42 Chu kỳ tiêu hoại của thế giới. Bản 43 Tuổi thọ ở cõi trời dục giới. Bản 44 Tuổi thọ ở các cõi phạm thiên. Trang 226 227. Năm, đôi điều về nghiệp báo. Nghiệp ở đây là tâm sở tư trong các tâm thiện ác để tạo ra tam nghiệp thân khẩu ý ác hay lành. Một cách đại khái nghiệp có hai loại, nghiệp dục giới và nghiệp đáo đại, để dẫn sanh 31 cõi. Mỗi loại nghiệp có một cách cho quả dị thuật khác nhau. Sau đây là các loại nghiệp được phân tích theo các khía cạnh. A. nghiệp kể theo nhiệm vụ, kích chát. Một sanh nghiệp, cha nó các cam mát, tức nghiệp tạo ra ngũ uẩn nói gọn là nghiệp tái sinh. 2. Trì nghiệp Upatham Kamma, tức những nghiệp có nhiệm vụ bảo trì đời sống của một chúng sinh. ba Chướng nghiệp Upapitla Kamma, là những loại nghiệp làm ngăn trở hay gây khó khăn trong đời sống bình nhật của chúng sinh. 4. Đoạn nghiệp Upathatka Kamma, tức loại nghiệp có tác dụng tàn phá hay chặn đứng sức sống của một chúng sinh. Ta có thể... Lấy cuộc đời của ông Dewa Datta để minh họa cho bốn loại nghiệp này. Nhờ sanh nghiệp tốt nên ông là người tam nhân trong một gia đình hoàng tập. Nhờ trì nghiệp tốt nên ông có cả một thời tuổi trẻ mà ai cũng mong muốn. Chứa nghiệp bắt đầu xuất hiện khi ông có lòng chống đối Đức Phật và chia rẽ tăng già. Những thứ tốt đẹp mà ông có trước đó cũng vì vậy mà dần dần mất sạch, từ thiền định, thắng trí đến uy tín và sức khỏe và đoạn nghiệp đã xuất hiện khi ông bị đất rút, vì đã cùng lúc tạo hai nghiệp vô gián là chia rẽ tăng và làm thân Phật chảy máu. B. Nghiệp phân theo cách cho quả Pakadana Parijaya một Trọng nghiệp Garukakama Gồm những nghiệp thiền ác có khả năng mãnh liệt không thể ngăn chặn được bằng bất cứ một nghiệp nào khác và chắc chắn sẽ cho quả dị thuộc ngay đời kế tiếp. Trọng nghiệp bất thiện gồm tà kiến cố định, ni giá tá đi và năm tội đại nghịch còn gọi là nghiệp vô gián Panchanantariyakamma, là giết cha, pitukhata, giết mẹ, matukhata, giết a-la-hán, arahatakhata, chia rẽ tăng chúng, sankha phê và làm thân Phật chảy máu, lohitupada Trọng nghiệp thiện gồm có các tầng thiền định sắc giới, vô sắc giới, và thánh đạo logo magga 2. cận tử nghiệp marana sannakamma là các nghiệp được thực hiện ngay trước giờ phút lâm chung. 3. thường nghiệp là những nghiệp thiện ác tuy không lớn lao nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lúc bình sinh như nghề nghiệp hoặc những việc thường làm mỗi ngày. 4. khinh thiểu nghiệp katatakamma là những nghiệp thiện ác vặt vảnh, rơi rớt trong một đời người mà thường khi ta cũng không nhớ đến. Nếu ta đã tạo một trong các loài trọng nghiệp như đã kể, thì chính nó sẽ đưa ta đi tái tục ngay kiếp sau ở một cảnh giới tương ứng. Trong trường hợp không có trọng nghiệp thì cận tử nghiệp là loại nghiệp có sức mạnh thứ hai. Nên nhớ, cận tử nghiệp luôn chịu một tác động rất lớn từ thường nghiệp, nghĩa là tùy thuộc vào thói quen thường ngày, mà cận tử nghiệp kia có đủ mạnh để ảnh hưởng đến việc tái sinh của ta hay không? Kinh kể rằng ở Tích Lan ngày xưa có một vị A-la-hán tên sô nát thân phụ của ngài cả đời là một thợ săn, về già đi xuất gia sống chung chùa với người con trai. Phúc cận tử vị sư già này nhìn thấy thú tướng địa ngục hiện ra và dĩ nhiên rất sợ hãi, đem chuyện kể lại cho con mình là ngài sô Vị Thánh Tăng nhờ người khiên giường của cha đến bên cạnh ngôi đại tháp của chùa và cho trang hoàng ở đó thật nhiều bông hoa, nhàn đèn. Khi nhà sư già nhìn thấy cảnh tượng này rồi khởi tâm hoan hỷ thì hình ảnh thú tướng kia lập tức biến mất. Thay vào đó là thú tướng thiên giới và vị sư già được sinh thiền. Chuyện thứ hai là của vua Tích Lan, Dutthagamini. Suốt thời bình sinh, vua là một cư sĩ thuần thành rất mực. Lần đó, vua bị đảo chánh và phải lẫn trốn trong rừng sâu, hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Trong tay chỉ còn lại một bát cơm. Nhưng vua không muốn ăn một mình, cầm bát cơm mà ông cứ thầm mong, nhìn thấy được một tỳ kheo đầu đà nào đó trong rừng để cúng dường. Khi ấy một vị A-la-hán lục thông đã xuất hiện trước mặt vua, ngay trên hư không vua mừng rỡ và cúng hết phần cơm cho ngài sau đó biết vua đang đói vì a la hán lúc này đã đi mất nhưng đã dùng thần thông gửi đến vua một bát cơm đầy qua đường hư không để củng cố niềm tin của vua về sau cuộc nội loạn chấm dứt vua lấy lại được ngai vàng và càng hết lòng hộ trì phật pháp vua đã cho xây dựng rất nhiều đại tháp để thờ phụng xá lời phật Tất cả công đức của vua sau đó đã được ghi lại thành sách, tức là cuốn Thu Pa Văn Sa, là một trong những sử liệu quan trọng bậc nhất của Phật giáo Tích Lan. Sau này, lúc Lâm Chương vua được nghe người ta đọc lại bộ sách này và với hồi ức mãnh liệt về chuyện cũ, vua đã sanh về cõi đầu xuất. Nói vậy có nghĩa là có lúc cận tử nghiệp, có thể là những thường nghiệp được tái hiện lại trong giờ cận tử. Ngài Puṇḍarīka có đưa một ví dụ về bốn loại nghiệp trên như sau: Mỗi sáng khi chuồng bò được mở cửa, thì con bò mạnh nhất hoặc con bò đứng gần cửa nhất sẽ có dịp chạy ra ngoài đầu tiên. Con bò mạnh nhất tượng trưng cho trọng nghiệp. Nếu không có con bò này, thì con bò gần cửa chuồng nhất tượng trưng cho cận tử nghiệp sẽ là con đầu tiên chạy ra. Loại nghiệp thứ ba đứng sau cận tử nghiệp là thường nghiệp. Và như đã nói loại nghiệp này cũng có thể biến thành cận tử nghiệp khi được dàn dựng bối cảnh. Loại nghiệp yếu nhất chính là khinh thiểu nghiệp. Tuy nói là yếu nhất nhưng đôi khi nó cũng có thể là cận tử nghiệp để đưa người đi tái sinh. Đó là trường hợp của Hoàng hậu Malika. Bà suốt đời là một tín nữ thuần cố đạo tâm, là vị hoàng hậu được sủng ái nhất của vua Ba Tư Nạc một vị Phật tương lai. Chính bà là người đã nghĩ ra buổi cúng dường vô song thí, Asadisadana, đến Đức Phật. Nhưng phúc lâm chung bà đã không nhớ gì, mà chỉ có lòng hối hận vì đã có một lần nói dối gạt vua. Chuyện đó chỉ là khinh thiểu nghiệp, nhưng cũng đã trở thành cận tử nghiệp để đưa bà xuống địa ngục trong bảy ngày, tính theo thời gian nhân loại trước khi sanh về cõi đau xuất. C nghiệp phân theo thời gian cho quả Pakakala. Theo các phân chia này thì có bốn loại nghiệp. Một, hiện báo nghiệp. Tita Thamma Vedadiyakama, nghiệp cho quả ngay đời hiện tại, được tạo ra bởi tâm sở tư trong động lực thứ nhất. Hai, sanh báo nghiệp. Upapacha Vedadiyakama, nghiệp cho quả nhất định ở đời kế tiếp, ngay sau kiếp này, Sanh báo nghiệp được tạo bởi tâm sở tư trong động lực thứ bảy. Nếu không có cơ hội ở kiếp thứ hai này thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. 3. Hậu báo nghiệp Appara Yakama Nghiệp cho quả từ đời thứ ba trở đi cho đến khi không còn hiệu lực. Nghiệp này được tạo ra bởi tâm sở tư trong năm động lực giữa Đến cả chư Phật toàn giác vẫn không thoát được sự ảnh hưởng của các hậu báo nghiệp quá khứ. 4. Vô hiệu nghiệp Ahosikama gồm có các trường hợp Các nghiệp thiện ác đã hết hạn cho quả do bị chèn lớn bởi các nghiệp khác mạnh hơn. Với người đã không còn cơ hội chịu quả như với người sanh cõi cao hoặc vị A-la-hán đã viên tịch. Các nghiệp không còn giữ được tác dụng cũ như người đắc được nhị thiền, thì lúc lâm chung sơ thiền của vị ấy là vô hiệu nghiệp. Xem hình 34, nghiệp, phân theo thời gian cho quả, trang 234. D. Các loại nghiệp căn Pakathana, tức nghiệp được phân tích theo tâm và tâm sở gồm có bốn loại sau đây. một Nghiệp bất thiện Akusala, gồm tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện, có năng lực dẫn sanh đọa xứ. 2 nghiệp thiện dục giới, Kama Vachara Kusala Kama, là tâm sở tư trong tám tâm đại thiện có năng lực dẫn sanh bảy cõi nhân thiên dục giới. Mà nghiệp thiện sắc giới Rupa Vachara Kusala Kama, là tâm sở tư trong năm tâm thiện sắc giới có năng lực dẫn sanh mười sáu cõi sắc giới. 4. Nghiệp thiện vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Kama là tâm sở tư trong bốn tâm thiện vô sắc giới có năng lực dẫn sanh bốn cõi vô sắc giới. Tất cả các nghiệp vừa kể chung quy tạo ra hai thứ quả báo. Danh luận dị thuộc, vipakana Makhantha, là tất cả tâm quả hiệp thế. Nói vậy, có nghĩa là các tâm thiện ác đời này hoàn toàn không phải là nghiệp quá khứ, mà do ta tạo ra ngay hiện tại. Nếu có một quan hệ nào đó trong quá khứ thì chỉ là vấn đề thói quen huân tập từ trước, cộng với hoàn cảnh hiện tại. Sắc pháp sinh học Katatarupa chỉ cho sắc nghiệp Kamacharupa và sắc nhiệt lượng Ututcharupa trong cơ thể chúng sanh hay có liên hệ gián tiếp đến đời sống của chúng sanh. Ơ, ờ, nghiệp môn, Kamadwara. Chúng sanh có ba cách tạo nghiệp, ở đây gọi là nghiệp môn. Một thân nghiệp, Kayakamma tức nghiệp thiền ác được thực hiện qua ngõ thân với sự trợ giúp của thân biểu trì. Hai khẩu nghiệp, Vachikama, tức ngôn ngữ hay lời nói, được tác động bằng tâm thiện hay bất thiện và được thực hiện bởi khẩu biểu trì. Ba, ý nghiệp Manokama, tất cả tư tưởng thiện ác diễn ra trong nội tâm, không cần thể hiện qua hành động hay lời nói. F. Mười bất thiện nghiệp, Akusala Kamapati thân nghiệp bất thiện kể vắng tác theo kinh gồm có ba. Sát sanh, Panatipata, trộm cắp, Adinadana, tà dâm, Kamesumichachara. Khẩu nghiệp bất thiện kể vắn tác, tác theo kinh gồm có bốn. Nói dối, Musawada, nói đâm thọc, Pisunawacha, nói lời ác ngữ, Farusawacha, nói phiếm luận, Sampapalapa. Ý nghiệp bất thiện kể vắng tác theo kinh gồm tham ác Aphitya, lòng tham đủ mạnh để tạo các nghiệp bất thiện qua đường thân khẩu. Sân ác Vyapada, lòng sân đủ mạnh để tạo các nghiệp bất thiện qua đường thân khẩu. Tà kiến Mityaditi, gồm thường kiến và đoạn kiến. Trong 10 nghiệp bất thiện trên đây, sát sanh, ác ngữ và sân hận được tạo bởi tâm sân, Dosamulachitta. Tà dâm Tham, tà kiến, được tạo bởi tâm tham Lô Phamula chi Trộm cắp, nói dối, đâm thập và phiếm luận được tạo bởi tâm tham hoặc tâm sân Bản 45 Mười Bất Thiện Nghiệp, trang 237 G. Mười Thiện Nghiệp Kusala Kamapatha Sự cố ý tránh xa Virati Mười Nghiệp Bất Thiện vừa kể thì được gọi là mười thiện nghiệp, hoặc cũng có cách kể khác gồm chung ba nghiệp môn thân, khẩu, ý. Một thân thiện hạnh, Kayasucharita, tức những hành động tốt đẹp gồm có ba: cố ý tránh xa sự sát sanh, paṇātipātavirati. Cố ý tránh xa sự trộm cắp, adinnādānavirati. Cố ý tránh xa sự tà dâm Ca me su 2 khẩu thiện hạnh, vachi sucarita tức ngôn ngữ tốt đẹp gồm 4. Cố ý tránh xa sự nói dối, musavada virati. Cố ý tránh xa sự nói lời đâm thọc, pisuna vacha virati. Cố ý tránh xa sự nói lời ác ngữ, pharusavacha virati. Cố ý tránh xa sự nói phiếm luận sampapālapavīrati ba ý thiện hạnh kusala mano kama tức những tư tưởng tốt đẹp gồm có ba vô tham anavicca vô sân apiapada chánh kiến samādhi hát phước nghiệp sự puññakiriya watu gồm các nghiệp lành mà trong kinh thường kể có mười điều sau đây được chia thành ba nhóm một nhóm bố thí dana Do tâm sở vô tham tác động, đối lập với tâm sở tham và lận gồm bố thí Dana là sự xả tài giúp người, hồi hướng Punya Udisha là chia sẻ phước báo, tùy hỷ Anumodana là sự vui theo hạnh lành của người khác. Hạnh này được ví dụ như hai chân của một người. Hai, nhóm trì giới si lá là các hành lành do tâm sở vô sân tác động, đối lập với tâm sở sân và tật gồm Giới si lá, cung kính, apachayana, phục vụ, quê gia quắc Nhóm này tượng trưng cho phần thân thể một người. Ba, nhóm tu tiến, pha là các hành lành do tâm sở trí tuệ tác động, đối lập lại với tâm sở si gồm. Chỉ quán phavana nghe pháp thammasavana thuyết pháp dhammadesana điều chỉnh tri kiến đi thu nhóm này tượng trưng cho cái đầu của một người 5 phân loại các thiện nghiệp thiện nghiệp tức nghiệp lành được phân tích thành hai trường hợp a thiện nghiệp lấy tâm sở trí tuệ làm gốc có trường hợp ta làm thiện bằng tâm tam nhân chihetukac tức là tâm có được một trong hai loại trí đi cùng là trí về nghiệp lý và trí về tam tướng danh sắc. Chỉ có loại tâm đại thiện này mới có đủ ba nhân thiện vô tham, vô sân, vô si, tâm sở trí tuệ. Đây được gọi là thiện nghiệp tam nhân. Cũng có trường hợp ta làm công đức bằng loại tâm thiện không có được hai loại trí trên, đó được gọi là thiện nghiệp nhị nhân, đi hê tu ca kusala ma B. Thiện nghiệp lấy tâm sở tư làm gốc gồm có hai trường hợp. Thứ nhất thiện nghiệp ưu thắng ức cách thá là việc thiện có đủ tâm sở tư trước khi, đang khi và sau khi thực hiện. Và trường hợp thứ hai là thiện nghiệp bình phàm ô má cá là thiện nghiệp bị thiếu tâm sở tư vào một thời điểm nào đó trước khi, đang khi hay sau khi thực hiện. Xem hình 35 phân loại các thiện nghiệp trang 241. 7. Cách thức nghiệp cho quả Quả ở đây là quả của nghiệp thiện ác còn gọi là dị thục, như đã nói là ám chỉ cho các tập quả hiệp thế. Tâm sở đi cùng và sát nghiệp Các loại sát quý tiết cần thiết cho đời sống của chúng sinh cũng do sự tác động gián tiếp của nghiệp mà xuất hiện. Chẳng hạn như tâm sở tư trong 11 tâm bất thiện trừ tư đi chung với si phóng vật. Vào thời tái tục thì tạo ra quan sát xã bất thiện để dẫn sanh đọa xứ. Trong thời bình sinh thì cả 12 tư bất thiện tạo ra bảy tâm quả vô nhân bất thiện trong 11 cõi dục giới và 4 quả bất thiện vô nhân trên 15 cõi sắc giới ngũ uẩn. Xem bản 46 cách thức nghiệp bất thiện cho quả trang 243. Đối với nghiệp thiện dục giới như đã nói có hai loại tam nhân và nhị nhân mỗi loại còn có hai trường hợp tu thắng và bình phàm. Bốn đại thiện, nhị nhân bình phàm thời tái tục, tạo ra quan sát thọ phả quả thiện, dẫn sanh thành người lạc vô nhân trong cõi người và tứ thiên vương. Thời bình nhật, bốn nghiệp này tạo ra tám quả thiện vô nhân trong mười một cõi dục giới. Năm quả thiện vô nhân trừ tỷ thức thiệt thức thân thức ở mười lăm cõi sắc giới ngũ ẩn. Bốn đại thiện nhị nhân ưu thắng và bốn đại thiện tam nhân bình phàm trong thời tái tục, tạo ra bốn đại quả ly trí dẫn sanh bảy cõi lành dục giới, làm người nhị nhân. Trong thời bình nhật, bốn nghiệp này tạo ra tám tâm quả thiện vô nhân và bốn đại quả ly trí trong bảy cõi lành dục giới, tám quả thiện vô nhân trong bốn cõi khổ, năm quả thiện vô nhân trong mười lăm cõi sắc giới ngũ uẩn bốn đại thiện tam nhân ưu thắng thời tái tục tạo ra bốn đại quả hợp trí dẫn sanh bảy cõi lành dục giới cho làm người tam nhân trong thời bình sinh thì có thêm tám quả thiện vô nhân trong mười một cõi dục giới năm quả thiện vô nhân trong mười lăm cõi sắc giới ngũ uẩn xem bảng bốn mươi bảy cách thức nghiệp thiện cho quả trang hai trăm bốn mươi về các nghiệp thiền sắc giới, căn cứ trên tứ trưởng, dục, cần, tâm, thẩm, trong mỗi tâm thiền, mà quả dị thuộc được chia thành ba loại, hạ, trung, thượng. Một sơ thiền, sơ thiền thiện bậc hạ, có tứ trưởng yếu, dẫn sanh cõi phạm chúng thiền. Sơ thiền thiện bậc trung, có tứ trưởng trung bình, dẫn sanh cõi phạm phủ thiền. Sơ thiền thiện bậc thượng, có tứ trưởng mạnh dẫn sanh cõi đại phạm thiền hai nhị thiền nhị thiền bậc hạ và tam thiền bậc hạ dẫn sanh cõi thiểu quan thiền nhị thiền bậc trung và tam thiền bậc trung dẫn sanh cõi vô lượng quan thiền nhị thiền bậc thượng và tam thiền bậc thượng dẫn sanh cõi quan âm thiền ba tứ thiền tứ thiền bậc hạ dẫn sanh cõi thiểu tịnh thiền Tứ thiền bậc trung dẫn sanh cõi vô lượng tịnh thiền. Tứ thiền bậc thượng dẫn sanh cõi biến tịnh thiền. 4. Ngũ thiền. Ngũ thiền bậc hạ dẫn sanh cõi quản quả thiền. Với vị đắc ngũ thiền nhàm chán tâm thức thì sanh về vô tưởng thiền bằng sắc tái tục. Nếu người đắc ngũ thiền là bậc tam quả thì sẽ tùy thuộc vào năm quyền mà sẽ sanh về một cõi tương ứng xin xem lại phần trước. Về các nghiệp thiện vô sắc giới thì tâm thiền tầng nào dẫn sanh cõi vô sắc nấy? 8. Bàn rộng về cái chết theo A Tỳ Đàm, Ma-Răng-Nước-Bách-Ti. như một ngọn đèn bị hết dầu, thiếu không khí hay tim lụng thì phải bị tắt đi, đôi khi chỉ một trong ba lý do cũng đã quá đủ Sinh mệnh của một chúng sinh có thể bị kết thúc bởi một trong các nguyên nhân sau đây. Một, do hết tuổi thọ, Ayukhaya, nghĩa là đã sống đủ thọ lượng của sanh chủng đó, cảnh giới đó. Như nhân loại thời nay có sống lâu bao nhiêu cũng khó mà hơn được một trăm tuổi. Hai, chết do hết nghiệp, căm mắt khách giác. Chẳng hạn như các loại đọa xứ khi đã chịu hết thời gian thọ nghiệp, thì cũng tự mạng chung để sanh về cõi khác. 3. Chết do cả hai nguyên nhân trên cộng lại. Upayakhaya Marana 4. Chết bất đắc kỳ tử Upache Marana Do sự can thiệp bất ngờ của đoạn nghiệp như chết trong một tai nạn hoặc tự sát. Chỉ trừ những trường hợp tử vong khẩn cấp hay hôn mê sâu trong một thời gian quá dài, ở những cái chết thông thường, người sắp mệnh chung thường thấy một trong ba cảnh sau đây hiện ra qua cả sáu giác quan. A. Nghiệp tượng Kamaramana, hình ảnh trọn vẹn của một thiện nghiệp hay ác nghiệp nào đó, trong quá khứ như một lần sát sanh hay dịp bố thí nào đó. B. Nghiệp tướng Kamanimita, hình ảnh vụn vặt nhưng mang tính tượng trưng cho các thiện ác nghiệp mà đương sự từng làm trong quá khứ như người thợ săn nhìn thấy lại cung tên, thầy giáo thấy lại phấn trắng bảng đen. C. Thú tướng Gati Hình ảnh tiêu biểu cho cảnh giới mà mình sắp sanh về, chỉ trong trường hợp các cõi dục giới. Vì cảnh nghiệp tượng là do một tâm sở tư chê tá na quá khứ tạo thành, nên trong lúc cận tử nó phải hiện qua ý mồm. Về nghiệp tướng, nếu do một nghiệp đời quá khứ tạo nên, thì bây giờ nó xuất hiện qua ý môn. Nếu nó thuộc về nghiệp đời hiện tại, thì nó có thể xuất hiện qua cả sáu môn. Nếu nghiệp đó liên đến cảnh sắc, thì nghiệp tướng sẽ hiện qua nhãn môn. Nếu nghiệp đó liên đến cảnh thinh, thì nghiệp tướng sẽ hiện qua nhĩ môn. Xem lại phần này ở mục Dẫn nhập lộ tâm. Chính các loại tâm lộ cận tử Marana Sanaviti. Khi một trong ba cảnh trên đây hiện ra qua sáu môn, khai ý môn hoặc khai ngũ môn, sẽ xuất hiện để đón nhận và từ đó bắt đầu một tâm lộ cận tử. Do lực tác động của thứ nghiệp sẽ dẫn sanh kiếp sống kế tiếp, một tâm thiện hay bất thiện sẽ xuất hiện năm sát na ở chặng động lực trong tâm lộ cận tử này. Sau đây là một số tâm lộ cận tử thường thấy. Xem hình 36, lộ nhãn môn cận tử, cảnh rất lớn, trường hợp 1. Hình 37, lộ nhãn môn cận tử, cảnh rất lớn, trường hợp 2, trang 251. Ở đây cảnh nghiệp tướng hay thú tướng hiện ra ở nhãn môn vào sát na sinh của hữu phần vừa qua. Vì là cảnh quá rõ nên ở sát na rúng động thì đã hoàn chỉnh, trình tự của tâm lộ này cũng giống hệt như lộ ngũ môn cảnh rất lớn thời bình nhật chỉ khác là có năm động lực thay vì bảy và kết thúc bằng tử tâm ở trường hợp thứ nhất có sen hữu phần rồi mệnh chung ở trường hợp hai thì không cần ngay sau khi tâm mệnh chung diệt mất thì tâm tái tục lập tức xuất hiện để dẫn sanh đương sự về đâu đó thời gian tái sinh vào bụng người nằm cạnh mình hay sanh về một cõi phạm thiên cách xa nhiều năm ánh sáng cũng không hề khác biệt nhau. Trong giáo lý A Tỳ Đàm không hề nhìn nhận một linh hồn trôi nổi từ nơi này qua nơi khác, nhân và quả chỉ tồn tại qua từng sát na, cái này tạo ra cái kia và mỗi cái cũng do nhiều thứ hợp thành. Xem hình 38 lộ nhãn môn cận tử cảnh lớn trường hợp 1. Hình 39 lộ nhãn môn cận tử cảnh lớn, trường hợp 2 trang 253. C. Lộ nhãn môn cận tử cảnh lớn gồm có hai trường hợp. Xem hình 40 lộ nhãn môn cận tử cảnh lớn trường hợp 1. Hình 41 lộ nhãn môn cận tử cảnh lớn trường hợp 2 trang 254. Trong trường hợp các cảnh cận tử xuất hiện qua ý môn thì hữu phần chỉ hiện ra hai lần, không có vừa qua. Lộ ý môn cận tử cảnh rõ gồm có hai trường hợp. Hình 42 lộ ý môn cận tử cảnh rõ trường hợp 1. Hình 43 lộ ý môn cận tử cảnh rõ trường hợp 2, trang 255. Về tâm tái tục, thực chất chỉ là kết quả của một nghiệp xưa nay dẫn sanh kiếp mới. Tâm tái tục có nhiệm vụ kết nối kiếp trước với đời sau, nên tên gọi trong tiếng Pali là Patisanthichitta, tâm kết nối hai kiếp sống. Tâm nào cũng phải có các tâm sở đi cùng, tâm tái tục cũng vậy. Chỗ nương cho tâm tái tục là sắc ý vật thú cũng được tạo ra bởi cùng một thứ nghiệp đã tạo ra tâm tái tục. Cho nên ở cõi vô sắc không có sắc ý vật, cảnh của tâm tái tục chính là cảnh cũ của các động lực cận tử đời trước. Từ đó tất cả hữu phần trong đời sống mới cũng lấy cảnh đó làm đối tượng. Đối với tâm hữu phần của Phạm Thiên cõi sắc giới thì có cảnh là quan tướng của đề mục, trong thời cận tử đời trước. Tâm tái tục và hữu phần của Phạm Thiên vô sắc lấy cảnh là đề mục vô sắc hoặc tâm thiền vô sắc thấp hơn. 10. Cảnh giới tái sanh Chết chỉ là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng phù du. Trong A Tỳ Đàm chết là thời điểm biến mất của sắc mạng quyền Chivitindriyat hơi nóng tức yếu tố lửa tê-chô-tha-tú và thức viên nhân đã. Chết là giai đoạn phải có để chúng sinh đi từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác mà hưởng chịu tiền nghiệp của mình. Một, khi một phạm thiên vô sắc mệnh chung, vị ấy có thể tái sinh trở lại cõi cũ hoặc về cõi cao hơn, nhưng không thể xuống cõi vô sắc thấp hơn. Trong trường hợp không thể tiếp tục ở lại cõi vô sắc vị này phải sanh về cõi dục giới thiện thú trong một đời như là một gạch nối sau đó thì bất định như vậy một phạm thiên ở cõi không vô biên mất đi có thể dùng đến bốn tâm tái tục vô sắc và bốn tâm tái tục dục giới tam nhân với vị phạm thiên ở cõi thức vô biên khi mệnh chung cũng có được bốn tâm tái tục dục giới tam nhân và ba tâm tái tục vô sắc trừ không vô biên ở cõi vô sở hữu xứ thì chỉ còn lại hai tâm tái tục vô sắc thứ ba, thứ tư và bốn tâm tái tục dục giới tam nhân. Ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ thì chỉ còn lại một tâm tái tục vô sắc thứ tư và bốn tâm tái tục dục giới tam nhân. 2. Ngoại trừ vô tưởng thiên và tịnh cư thiên, Phạm Thiên các cõi sắc giới có thể tái sinh hầu hết các cảnh giới, ngoại trừ đọa xứ. Cũng do thiền định cũ, các vị không sanh làm người cùng khổ hoặc atula địa. Nói vậy, thì sau khi rời khỏi phạm thiên giới, các vị có thể theo nghiệp mà tái tục bằng 17 tâm tái tục, ngoài trừ hai tâm tái tục vô nhân. 17 tâm đó là bốn đại quả nhị nhân, bốn đại quả tam nhân, Năm quả sắc giới và bốn quả vô sắc Với các vị vô tưởng thiên sau khi mệnh chung Chắc chắn phải sanh về cõi dục giới Bằng bốn tâm đại quả nhị nhân Hay bốn tâm đại quả tam nhân Ba Khi nhân loại hay một vị dục thiên mệnh chung Thì tùy theo trình độ tâm thức lúc cuối đời Mà đi về một cõi tương ứng Người tam nhân có đắc thiền Thì sanh về phạm thiền thánh hữu học tuyệt đối không bị đọa và các hạng còn lại theo nghiệp mà đi. Như vậy, người có dục giới có đủ tất cả loại tâm tái tục để lựa chọn. 4. Người nhị nhân và vô nhân khi mệnh chung chỉ có được 10 tâm tái tục để đi.